vợ chồng mình sẽ đi Walmart. Hôm nay là ngày 20 tháng 3. Hiện tại thì Mỹ đã có lệnh là hạn chế mọi người ra đường, nhưng hầu như là quán ăn hay là hãng xưởng, trường học đều đã cho đóng cửa hết. Nhưng chợ thì vẫn cho hoạt động bình thường để mọi người có thể đi mua lương thực. Hôm nay thì hai chồng mình sẽ đi Walmart coi tình hình là mọi người còn mua lương thực giống như mấy bữa trước. Mấy bữa trước thì mọi người mua phải get line, ship hàng rất là dài để có thể vô mua hàng được. Hôm nay thì tình hình chắc là đã ổn định hơn vì mọi người đã đi mua đồ ăn hết rồi. Bây giờ mình với chồng mình sẽ đi xem hiện tại là có còn đông như vậy nữa không. Bây giờ là hiện tại là không có Phật Kinh để đậu nè mọi người ơi. Người ta vẫn đi ào ào mặc dù đã có lệnh là hạn chế ra đường. Hôm nay đi thì thấy có vài người đeo khẩu trang rồi. Mấy lần trước đi thì không thấy ai đeo khẩu trang hết. Bây giờ thấy là có vài người đeo khẩu trang rồi. Giờ mình sẽ tiến vào chợ. Chỗ mẹ có để cái bảng gì đây? Không liên quan. Hai rửa tay trước khi vào chợ. Chợ vẫn còn rất là nhiều đồ ăn. Chuối thì bao la luôn. Đi mua cái đồ mình cần mua trước. Đi lấy sữa cho con gái nên phải đi vô đây lấy đồ. Chứ không lấy sữa thì cũng không có đi chợ. Hạn chế ra được. Xa xa có người, vài người đeo khẩu trang. Dây thun may đồ dùm cho mẹ chồng nên bây giờ phải đi kiếm thun may đồ trước mà lấy sữa sao không biết bắt đầu rồi. Chỗ này là bán mấy cái dụng cụ mà để trang trí hoặc để may đồ nha, không biết thun bán chỗ nào. Ủa dây kéo. Này dây kéo. Thun đâu ta? Cái này chỉ. Chỉ đúng nè. Hả hả hả. Ngồi yên để mẹ đi kiếm dây thun. Bên đây là nút nè. Giải. Bên đây bán nút giải. Dây thun đâu trời. Ok, chờ mẹ, mẹ đi kiếm dây thun một cái. Thấy dây thun đâu hết trơn người ta. Kiếm được kéo. À chắc ở đây nè. Kiếm được rồi. Đây dây thun đây. Chắc dây thun này quá. Nãy không biết mua màu trắng rồi đen không. Mua đại đi. Một đồng mấy. Mua hai cái hay một cái đi ta. À lấy cái này. Mình hay lại.
Đây 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 mẹ cho này. Rồi xong, đi kiếm cái đi lấy sữa cho Na nha. Giờ mình sẽ qua quầy nước. Hôm nay mọi thứ đều rất là còn còn nước quá trời luôn. Mọi bữa khan hiếm nước, mọi người dành dựng nhau mà mua. Không biết đã đi lấy sữa xong chưa ta? Wow, sữa muốn hết rồi. Mấy cái quầy sữa luôn còn trống nhiều. Không biết Daddy lấy sữa chưa ta? Sữa mọi người mua khá là nhiều. Oh my god, mấy cái kệ này trống trơn luôn rồi. Mấy cái kệ này bán mấy cái bơ, sữa, chi đồ. Mọi người mua muốn hết rồi. Oh my god. Trứng. Trứng còn một ít. Wow. Mấy cái quầy này ngày bình thường á nó rất là đầy luôn. Hôm nay mọi người mua chống lỏng hết rồi. Mấy cái kệ chống lỏng hết trơn. Hôm nay là mọi người ít đi mua đó, mọi bữa trước á là hầu như mấy cái kệ là không còn cái gì luôn á. Hôm nay như vậy là vẫn còn nhiều. Mấy cái quầy hot dog người ta mua quá trời luôn, chống lỏng hết trơn. Tình hình là ở chợ mọi người đi vẫn còn rất là đông. Ủa, cái tủ này hết trơn luôn rồi nè. Này mọi người mua sạch luôn nè mọi người. Này mấy cái quầy như nuôi mà có chuyên. Mọi người mua hết luôn rồi. Cái đồ ăn mà mọi người hay ăn mà có thể giữ được lâu á, mọi người mua rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ đi kiếm Daddy để coi Daddy mua xong chưa để đi về, chứ lạng lạng trong đây lâu quá cũng sợ. Đi lựa chỗ này vắng vắng đi. Quần áo thì hầu như mọi người không có quan tâm, chỉ quan tâm tới thực phẩm thôi. Mấy cái quầy quần áo rất là vắng, không có ai lựa hết. Bây giờ mình sẽ đi về. Như vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.